giới thiệu đến tất cả anh em. Bên em tiếp tục về được hai cặp lo JBL. Dòng này JBL model là 922. Dòng này hàng Mỹ nội nha anh em. Dòng này bass 30, một cái lo chép càng. Hàng Mỹ nội xịn nha. Và nói chung hai cặp này về rất đẹp long lanh. Quên nữa, nhưng em quên nói anh em là dòng này em có 3 cặp luôn nha. Nhưng do về trước hai cặp thì em đăng trước hai cặp. Thật sự nó có 3 cặp lắm. Dòng này hàng xịn anh em, hàng Mỹ nồi nha. Đây anh em xem này nha. Và em đi giới thiệu đến anh em từng cặp này nha. Nói chung 3 cặp này về đẹp, cực kỳ đẹp luôn anh em. Đẹp long lanh luôn. Em tháo ra từng cái cho anh em xem này nha. Nói chung ba cặp này là đẹp, nói chung là đẹp xuất sắc. Anh em xem cái màn nó cực kỳ mới luôn nha. Màn nó cực kỳ bóng luôn. Nói chung cặp này, ba cặp này em về rất đẹp. Dòng này hàng này nó để kho thì phải, quá mới. Để em tháo cho anh em xem nha. Tại vì em để quay gì nó mới đẹp. Video nó đẹp. Anh em đợi em một chút nghe, để em đang tháo từng cái ra nghe nên nó hơi lâu. Tại vì cái này dòng này nó về rất mới, nói chung cặp này rất đẹp anh em. Mà ba cặp này về phải nó đẹp long lanh. Và cái này thì cái clip sau thì em sẽ tháo cú lo bên trong cho anh em xem về dòng này nghe. Tại dòng này em cũng mới về được thôi. Em sẽ tháo về nội thất bên trong cho anh em xem cái clip phía sau. Tại do cái clip này nó về mình quay để gì nhìn cho nó đẹp. Và chút xíu này em sẽ tháo cái về cái phần bên trong của dòng lo này. Dòng lo này thực chất nó giống như là lo 925 vậy đó, anh em 825 vậy đó. Nhưng nó bắt 30 thôi chứ không có khác gì hết. Nói chung anh em nhìn này nghe, đẹp từ trong ra ngoài luôn nha. Và nó đẹp long lanh. Anh em nhìn là mấy con ốc, anh em nhìn con ốc này ha, nó còn mới bóng luôn. Nó mấy cái này nó còn chưa mẻ luôn, phải nói cái lô này quá mới. Anh em nhìn mấy cái sườn đó này nha, cái sườn gan đúc đó ha anh em. Nó đều còn rất là sáng nè, chứng tỏ là lô nó còn rất là mới. Còn màn thì thôi hỏi nói anh em, nó đẹp ở ngoài nhìn rất là đẹp. Do quay điện thoại nhìn nó hơi bị chói ánh sáng, nó hơi không được, cái màu nó hơi bị, nó không được thấy nó đậm nhiều đó, chứ ngoài đậm lắm anh em. Anh em nhìn cái keo này nha, cái keo nó còn rất là sáng nè, nó chứng tỏ nó rất là mới. Và anh em xem chữ JBL này nè, nó chữ JBL nè anh em, nè JBL nè. Nói chung cực kỳ, cặp này nói chung ba đôi này đẹp đó anh em, phải đẹp long lanh luôn. Anh em xem này nha, xem lại nha, nó rất là đẹp. Và em đi vào giới thiệu về phía bên sau này nha. Dòng này thì danh ỉ, mấy xung quanh nó thì nó có những cái mấy cái ốp này hết anh em, chữ JBL nè. Và là cái tai nè anh em, tất cả đều đẹp, tai bọng còn nguyên si. Anh em xem này nha, phía sau này nha ha. Đặc biệt cái dòng này trên đây nó bắt ba cái lỗ, nó bắt cái lỗ nè, nó bắt ốc vô cái gì á. Rồi em xíu em sẽ tháo cái lo ra em coi nó bắt những cái gì trong phía trên đây này. Nó bắt hoặc là phải là cái bát bên bển nó về vậy đó anh em. Và đây phía sau này nha. Nói về lo này nha, JBL nè, Moren MR922, lo này 8 ohm, hàng mê nút A, dòng lo Mỹ nó không có ghi về watt nha anh em, nhưng mà tính về lo thôi ha. Ở đây là gắt 6 ly chạm lo nha, và gắt Canon đặc trưng của JBL. Hàng này Mỹ nồi anh em, Mỹ nồi nha. Và cái dòng này thì anh em cứ yên tâm về cái độ bền đó. Nó cực kỳ hay. Đặc biệt những dòng lo em về nó theo cặp số seri luôn nha anh em, giống như là 138 18 nè. Con dưới thì 13817 nè. Con này 88 nè. Và cái con này thì 13804 nè. Thì con dưới là 1815 nè.
Nói chung là nó đúng số series về đó anh em. Nói chung cái này là hàng cực kỳ mới, giống như hàng bãi mà nó còn cực kỳ mới luôn anh em, giống như mới luôn. Này da nó còn cực kỳ còn sáng, nói chung là cái này rất đẹp anh em nhìn này nha, nó đẹp từ trong ra ngoài luôn nha. Đó anh em xem, nói chung cái này là không có lai tới ốc luôn anh em, toàn bộ là zin nguyên bản hết nha, zin nguyên bản hết luôn. Và xíu em sẽ tháo cái clip này cho anh em xem hết về cái bên trong của lò này ha. À, cái này là bụi nha, bụi nha, bụi nha. Đó anh em xem này ha, cái này bụi thôi, cái này bụi nè. Nói chung cặp này, hai đôi này không có chê được anh em, cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là đẹp từ trong ngoài. Rồi anh em nào mới vào kênh bên em thấy hay đăng ký kênh ủng hộ và xem được những video mới nhất bên em nha. À, em chuyên làm hàng bãi Nhật Mỹ nha, tất cả đều là về phần âm thanh audio. À, anh em nào có quan tâm thì vào anh em có Zalo, mình có bên những cái kênh Zalo và Facebook, số điện thoại là 0939 364 252. Rồi anh em nào mới vào kênh thì mà thấy hay thì mình đăng ký kênh được ủng hộ và xem được những video mới nhất bên em về. Và em tạm dừng kết thúc video tại đây, hẹn lại video tiếp theo nha anh em. Xin chào. Beep beep.